Chào thắng. Hiện tại là 17 giờ 02 phút ngày 20 tháng 1 năm 2020. Anh em đang bàn 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 thảo về chuyện ở Đồng Tâm. Căng quá. Không không, đừng nói chính trị. Tự soi hỏi nhá. Thấy chói thế nhở? Cả một bầu trời thương nhớ. Ok, fine. Bóng điện mà chói như mặt trời. Mắt ta thâm lại. 150 cái video 10 phút. Nghìn là cho phút. Dạ. Là một ngày đấy anh ạ. Đưa cho người khác nữa. Nó có thằng cần à? 140 cái 5 phút. 140 cái 5 phút. 600 phút 10 tiếng. Một cái 10 tiếng, một cái 24 tiếng, gần 24 tiếng. Khét nhỉ, mọi người thấy khét không? Anh làm thằng này lâu rồi à? Từ nhà đi được. Bán suốt. Mọi người thấy kinh không ạ? 140 cái 5 phút, 150 cái 10 phút. Một người mà làm không ăn không ngủ gần 2 ngày rồi không? Thầy Toàn. Đây mình có một đấm nhân lực giải ra chứ. Đang nói vui thế chứ. Trời, mỗi ngày ngủ là 10 tiếng xong. Nhanh quá. Mọi người cảm thấy người không ạ? Where you're finally at is cool. Đầu bù tóc rối, tóc dài 50 phân buộc lên nhìn là bài thế này. Ngáp ngủ nhưng không buồn ngủ, kiểu như hết tiền nhưng không bao giờ than là hết tiền, thế mới khổ. Chào thắng nhá. Gặp lại thắng vào các clip tiếp theo. Xin chào.